trấn Tiên Điền vừa tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2022. Trong khuôn khổ của đại hội, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài môn bóng chuyền da nữ, bóng chuyền hơi người cao tuổi, giải kéo co nam nữ, giải bóng đá thiếu niên, cờ vua. Với sự tập luyện thường xuyên, chuẩn bị chu đáo, các đội đã mang đến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đẹp mắt, thu hút đông đảo cán bộ nhân dân thị trấn tham gia cổ vũ nhiệt tình. Thông qua đại hội, góp phần nâng cao sức khỏe cho các vận động viên và nhân dân, cổ vũ động viên nhân dân và cán bộ trong toàn thị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.